Chào các bạn đã đến với kênh Nước Ngọt Đồng Bằng của mình nha các bạn. Chúc các bạn xem clip và có một cái ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc. Sau đây thì mình xin giới thiệu cho các bạn thấy cái cánh đồng tại xã Đông Thắng của huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hiện tại thì đã đang vào vụ, một số thì đã cắt xong nè nha các bạn, còn gom gạ nè, còn một số xa xa ngoài kia thì cũng lúa chờ cắt đó. Đây toàn cảnh cánh đồng nha các bạn. Thì như các bạn đã thấy trước mắt các bạn là lúa ruộng đã cắt rồi, còn rơm gạ. Thì trước đây thì ở đây thì khi cắt xong gì rồi thì trời nắng lên, người ta sẽ đốt bỏ cái rơm gạ này đi để chuẩn bị cho một cái vụ kế tiếp. Nhưng bây giờ thì người ta không có đốt bỏ nữa, gom gạ này người ta sẽ đem máy vào người ta cuộn đó nha các bạn. Vì hiện tại cái gom cuộn bây giờ người ta bán thì cũng tại chỗ dựa đó, cũng 28 cho tới 30.000 đồng một cuộn. Đây thì đây mình, sau đây thì mình sẽ đi quay người ta cuộn gom, cái máy cuộn gom như thế nào nha các bạn. Mời các bạn theo mình nha, theo dõi nha các bạn. Đây máy quay gom nè các bạn, cuộn gom. Máy nó cuộn gom nha các bạn. Cái máy kéo nè các bạn, máy kéo lúa nó chế lại. Đó, khi xong rồi mình ngã gom ra phía sau đó. Quầy nó lấy lên láng giò các bạn ơi.
tôm nó nhả ra vậy đó các bạn. Giác xuống nha các bạn, đặt xuống kìa. Đây một cuộn rơm như là cỡ 25 đến 27 kg nha các bạn. Thì theo nặng nhẹ. Trời nắng này rơm nó nhẹ lên chút. Còn mưa như ngày hôm qua vậy thì rơm nó sẽ nặng nha các bạn. Đây là một cái máy kéo lúa nha các bạn. Mình gắn cái này vô nè, chụp này vô đi nha. Quay nè, cái kéo nó lên. Trường đều làm máy kéo rồi các bạn. Xuống chè cho người trả các bạn. Trên này nó sẽ có cuộn chỉ nó quay nghe các bạn. Quán là chỉ nó sẽ vào đây. Vô trong đây là cái họng nó cuộn lại. Cũng nặng lắm nha các bạn, gom gặp gom ướt là cục kỳ cũng là mấy chục ký á. Đây máy tiếp tục ra để quấn tiếp nha các bạn. Nặng quá, nặng quá không lên. Rồi thôi mình kết thúc video ở đây nha các bạn.
chúc các bạn xem rất vui vẻ. Các bạn xem thấy thích cuộc sống ở miền sông nước thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn.